Thưa quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay Hồng Phúc rất hân hạnh được gửi đến cho quý vị thính giả một hồi ký của một tác giả rất là quen thuộc với những tác phẩm của ông mà Hồng Phúc đã trình bày trên kênh Hồi Ký Miền Nam cũng như là kênh Nhạc Vàng TV. Ngày hôm nay đó là hồi ký Lui Binh của tác giả Lê Phi Ô. Và ngay sau đây, Hồng Phúc xin gửi đến quý thính giả phần 1 của hồi ký này nhé. Hồi ký Lui Binh phần 1 của tác giả Lê Phi Ô. Chương 1 mở đầu. Trận đánh tại chi khu Hoài Đức Võ Đắt và chi khu Tánh Linh vào tháng 12 năm 1974. Quân khu 7 Việt Cộng đã sử dụng lực lượng khoảng 2 sư đoàn gồm có Trung đoàn 33 Quyết Thắng, Trung đoàn 812 Sông Mao, Trung đoàn 4 thuộc Sư đoàn 6 Việt Cộng Tân Lập. Ngoài ra, chúng còn có 2 trung đoàn địa phương thuộc Lâm Đồng và Bình Tuy, 2 trung đoàn pháo và phòng không và 1 tiểu đoàn D-200 đặc công. Tại Hoài Đức, Võ Đắt, Việt Cộng tấn công Liên đoàn 7 biệt động quân với gần 1 sư đoàn bộ binh và 1 trung đoàn pháo tại khu vực Gia Huynh, ấp Chính Tâm 2 và ấp Chính Tâm 1 nằm phía nam chi khu Hoài Đức từ 10 đến 12 cây số đường chim bay. Mục đích của Việt Cộng là muốn tiêu diệt Liên đoàn 7 biệt động quân tại đây để không cứu viện được chi khu Hoài Đức. Vị trí pháo binh 105 ly của pháo đội trưởng Nguyễn Hữu Nhân phải rời vị trí nhiều lần vì Việt Cộng pháo khá chính xác. Những chiến sĩ dũng cảm biệt động quân đã đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch, bẻ gãy ý định ngông cuồng của chúng, gây tổn thất nặng nề và làm giảm khả năng chiến đấu của cộng quân. Theo tin tức ghi nhận sau trận chiến, tại cứ điểm Chi Khu, xã Võ Đắt, tiểu đoàn 344 địa phương quân và đại đội 512 địa phương quân trinh sát đã phải chống trả địch quân với quân số đông gấp 5 lần. Tại Tánh Linh, với 4 đại đội địa phương quân biệt lập và 1 tiểu đoàn địa phương quân tăng phái từ tiểu khu Long An, tiểu đoàn 335 địa phương quân, quân ta đã phải chống trả với gần 2 trung đoàn bộ binh và 1 tiểu đoàn pháo của địch. Sau 2 tuần lễ giao tranh, chi khu Tánh Linh thất thủ ngày 25 tháng 12 năm 1974. Kế đó, Việt Cộng dồn lực lượng của chúng từ Tánh Linh phối hợp với 2 trung đoàn sẵn có của chúng tại Võ Đắt, quyết dứt điểm chi khu Hoài Đức. Cuối tháng 12 năm 1974, thì Liên đoàn 7 biệt động quân được quân khu 3 điều động đi nơi khác. Tại Võ Đắt, đại đội trưởng đại đội 512 địa phương quân trinh sát bị tử thương và đại đội này tan hàng sau đó. Giờ này chỉ còn lại duy nhất tiểu đoàn 344 địa phương quân với quân số tổn thất gần phân nửa phải chống trả với địch quân cấp sư đoàn 6 Tân Lập Việt Cộng. Đầu tháng 1 năm 1975, vì tiếp tế không được, quân ta thiếu hụt đạn dược và lương thực, mà địch quân lại tấn công cả đêm lẫn ngày với đặc công, với chiến thuật tiền pháo hậu xung quyết dứt điểm. Nhưng trong những giờ phút nguy nan nhất thì sư đoàn 18 bộ binh tung quân tham chiến với trung đoàn 52 bộ binh và trung đoàn 43 bộ binh đánh tan địch quân. Sau 33 ngày tử thủ, tiểu đoàn 344 địa phương quân được tiểu đoàn 369 địa phương quân thay thế để về tỉnh lỵ tái trang bị và bổ sung quân số. Đầu tháng 3 năm 1975, cộng quân lại bao vây Hoài Đức với nhiều trung đoàn, trong khi lực lượng bạn tại Hoài Đức chỉ có như sau. Phòng thủ bên trong chi khu là tiểu đoàn 369 địa phương quân, trung đội pháo binh 105 ly. Bên ngoài chi khu, cách một cây số về hướng Tây là tiểu đoàn 3, trung đoàn 43 thuộc sư đoàn 18 bộ binh tăng phái. Chương 2. Tiểu đoàn 344 địa phương quân với trận đánh tháng 3 năm 1975 tại Hoài Đức. Diễn tiến, tiểu đoàn 344 địa phương quân đang dưỡng quân thì được lệnh khẩn cấp nhảy vào xã Võ Đắt, Hoài Đức để tăng cường phòng thủ. Ngày mùng 1, tiểu đoàn được đưa đến xã Sa Rây,
thuộc Long Khánh, phía nam chi khu Hoài Đức, hơn 30 cây số. Từ đây, tiểu đoàn được trực thăng phận đổ quân xuống ấp Chính Tâm 3, nằm trên tỉnh lộ 333, cách chi khu về hướng nam 6 cây số đường chim bay. Tiểu đoàn 344 địa phương quân với quân số tham chiến trên 500 người do đại úy Lê Phi Ô, tiểu đoàn trưởng chỉ huy. Ngày đầu và hai ngày kế tiếp tương đối yên tĩnh, nhưng cộng quân đã áp sát chi khu hơn 1.000 thước và chưa có đụng độ lớn. Có lẽ kinh nghiệm thất bại với trận trước tháng 12 năm 1974 nên cộng quân rất dè dặt. Hơn nữa, cuộc trực thăng phận mà cộng quân chưa nắm vững được tình hình lực lượng tăng viện của ta. Tôi biết chắc là bọn chúng sẽ bám sát để điều nghiên. Vì thế, tôi bung rộng các toán lục soát, đặt nhiều tiền đồn ngoài xa để kịp thời phát hiện địch. Ngày mùng 3, lúc 8 giờ tối, tiểu đoàn được lệnh rút bỏ các nơi đóng quân hiện tại và kéo về gần chi khu, càng gần càng tốt. Hôm sau tôi mới biết là thị xã Sa Rây, nơi bãi bốc trực thăng 3 ngày trước đã bị cộng quân chiếm. Ngày mùng 4, tiểu đoàn 344 địa phương quân đang tiến về hướng chi khu lúc 9 giờ sáng thì chạm địch, nhưng không mạnh. Trước mặt là đồi đá cao độ 40 thước nằm cạnh suối chết. Suối chết chảy ngang tỉnh lộ 333 phía nam chi khu 2 cây số. Đến trưa, tiểu đoàn tiến sát chân đồi và bằng mọi giá phải chiếm ngọn đồi vì nó là cao điểm duy nhất. Tôi ra lệnh cho ba đại đội tấn công lên đồi bằng ba hướng nam, tây và đông. Hướng bắc là hòa tập tiên liệu mà tôi đã gửi cho pháo binh. Địch chống trả yếu ớt vì có lẽ đây là toán tiền sát của địch độ một trung đội. Tiểu đoàn khẩn cấp tổ chức phòng thủ, trên đỉnh là bộ chỉ huy tiểu đoàn cùng đại đội chỉ huy và yểm trợ, do Trung úy Hy làm đại đội trưởng. Vòng nhì dưới chân đồi là đại đội 3 tiểu đoàn 344 với Trung úy Vương, đại đội trưởng, và đại đội 2 tiểu đoàn 334 với sự chỉ huy của đại đội trưởng là Trung úy Quảng. Gốc thủy quân lục chiến cùng đại đội phó là Thiếu úy Ngọc, gốc biệt động quân, đại đội 1 tiểu đoàn 334 của đại úy Trương Kim, đại đội trưởng, chiếm con suối về hướng bắc đồi đá, cách chân đồi 300 thước. Còn đại đội 4 tiểu đoàn 334 với đại úy Nguyễn Châu Luyện, đại đội trưởng, đã chiếm ngọn đồi nhỏ hướng đông, cách tiểu đoàn 400 thước. Hướng tây và nam chỉ đặt các toán tiền đồn vì thiếu quân số. Hơn nữa hướng nam vách đá dựng đứng, hướng tây là vùng đất trũng nước và có nhiều gai tre. Ngày 5, chi khu bị pháo kích nặng, đến chiều thì bộ binh địch bắt đầu tấn công. Súng nổ suốt đêm, tôi không liên lạc được với chi khu, thỉnh thoảng vẫn gọi cầm chừng, nhưng vẫn im lặng vô tuyến. Đến sáng thì tiểu đoàn bị địch pháo, chỉ bị thiệt hại nhẹ. Ngày mùng 6, giao tranh tại cứ điểm chi khu vẫn ác liệt, và tiểu đoàn 3 trung đoàn 43 của sư đoàn 18 bộ binh cũng bị tấn công. Đến gần trưa thì qua đài tiếp vận tại núi Chứa Chan, nằm gần quốc lộ 1 thuộc Long Khánh, có lệnh của tiểu khu là tiểu đoàn 344 địa phương quân phải khẩn cấp cứu viện vì chi khu sắp bị tràn ngập. Tôi chia tiểu đoàn ra làm hai cánh, cánh B gồm hai đại đội, một của đại úy Trương Kim cùng đại đội 4 của đại úy Nguyễn Châu Luyện, được tăng cường một khẩu SKZ 57 ly, chỉ huy tiến bên trái tỉnh lộ 333. Mục tiêu là vườn cao su nhỏ cạnh phi trường L-19 để bắt tay với tiểu đoàn 3, trung đoàn 43, sư đoàn 18 bộ binh của thiếu tá Nguyễn Văn Dư. Và sau khi bắt tay được với đơn vị bạn thì hai đại đội này sẽ đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của thiếu tá Dư, đánh vào mặt sau của chi khu. Cánh A do tôi chỉ huy gồm đại đội chỉ huy và yểm trợ, đại đội 2 tiểu đoàn 344 và đại đội 3. Tiểu đoàn 344 tiến bên phải tỉnh lộ 333 và đánh vào mặt nam chi khu.
cánh bê phải dội pháo và pha chốt địch rất gay go, nên đến 8 giờ tối mới bắt tay được với quân bạn. Cánh A trải quân xong, một đại đội vượt suối chiếm bờ phía bắc rồi dàn quân chờ. Đại đội tiếp theo bắt đầu vượt suối và dàn hàng ngang với đại đội trước phía phải. Bộ chỉ huy tiểu đoàn và đại đội chỉ huy và yểm trợ giữ mặt sau. Theo kế hoạch thì sau khi dàn quân xong, tiểu đoàn 344 địa phương quân và tiểu đoàn 3 trung đoàn 43 bộ binh cùng tiến về chi khu đánh tập hậu để giải vây cho chi khu. Chốt địch dày đặc nên khó tiến nhanh. Đến hửng sáng thì kho xăng của chi khu bốc cháy dữ dội. Những thùng phi xăng 200 lít bay bổng lên trời và nổ tung thành trái cầu lửa phủ trục xuống. Bỗng nhiên tiếng súng từ chi khu thưa dần và chỉ còn lẻ tẻ. Vì mất hẳn liên lạc nên tôi không biết tình trạng chi khu hiện như thế nào. Trước mặt chúng tôi độ vài trăm thước là cả một trung đoàn địch. Mỗi 10 thước tiến tới là phải đào hố cá nhân để tránh pháo. Việt Cộng dùng cả súng phòng không 37 ly bắn vào đội hình của ta. Tôi chặn một toán người chạy loạn lại, gồm một chị và hai đàn ông. Trong hai người đàn ông thì một người là anh nghĩa quân tôi biết mặt. Anh ta là nhân viên truyền tin của chi khu và cho hay chi khu đã bị địch tràn ngập lúc gần sáng. Thiếu tá Sinh, chi khu trưởng, đã thoát được ra ngoài. Tôi cố gắng liên lạc với thiếu tá Sinh, với thiếu tá Khánh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 369 địa phương quân, phòng thủ bên trong chi khu và cả trung đội pháo binh, nhưng tất cả vẫn im lặng vô tuyến. Lại chặn được vài người lính với áo quần tơi tả, nhưng vẫn còn súng đạn. Trong đó có thượng sĩ Hóa thuộc ban 2 chi khu. Anh Hóa mếu máo: "Hết rồi đại úy ơi, hết rồi. Chi khu đã mất, bạn bè tôi, những người đã quen biết và cũng đã cùng nhau chiến đấu đến bây giờ, họ ra sao?" Tôi nghe tim mình nhói đau. Và đó là ngày 20 tháng 3 năm 1975. Quyết định thật nhanh, tôi cho cánh A lùi lại ngọn đồi, tổ chức phòng thủ chặt chẽ, đào thêm hố cá nhân. À, mỗi người phải đào từ 2 đến 3 hố để dễ dàng di động, tránh nằm một chỗ cố định. Đến 5 giờ chiều thì chặn được một nhóm dân từ phía nam đi lên, vì đã mấy ngày họ trốn trong rừng. Nay nghe êm tiếng súng, ngỡ Việt Cộng rút nên định trở về nhà. Trong toán này còn có một chị vợ lính bảo Việt Cộng đằng sau chúng tôi đông lắm và đang đào hầm. Chị đưa chúng tôi một mảnh giấy do Việt Cộng viết với nét chữ vội, sai cả chính tả. Việt Cộng bảo chúng tôi muốn sống phải đầu hàng chúng, vân vân và vân vân. Việt Cộng bắt đầu pháo chúng tôi để thăm dò. Tôi tìm cách liên lạc với hai đại đội cánh B nhưng không được. Đến mờ tối, tôi ra lệnh tất cả để nguyên lều trại, cả võng cũng không được tháo ra, cho gài tối đa mìn Claymore và lựu đạn, chọn một tiểu đội tình nguyện ở lại, sẽ đi sau khi có lệnh. Đạn súng cối 81 ly còn khoảng 40 quả. Tôi cho bắn hết vào đội hình địch với mục đích cho bọn chúng biết là lính vẫn còn có mặt. Bắn xong, tôi cho chôn bàn tiếp hậu, chỉ vác theo nòng cho nhẹ và lần lượt trườn xuống đồi. Trời tối đen như mực nên Việt Cộng khó phát hiện chúng tôi bỏ đồi. Chúng tôi rút theo hướng Tây, nơi vùng đất trũng nhiều gai tre. Đi được hơn một cây số thì tôi cho lệnh tiểu đội còn lại rút theo. Lúc 12 giờ đêm, nơi đồi đá, chỗ đóng quân vừa bỏ có tiếng mìn Claymore nổ và những tiếng nổ nhỏ tiếp theo có lẽ là lựu đạn. Rồi ngay sau đó, tiếng súng nổ vang cả một góc rừng, xen lẫn tiếng hét la rừng rú. Ngưng một lúc lại mìn nổ, lại súng nổ và tiếng la hét. Chúng tôi ngạc nhiên gọi xác nhận các đơn vị của tôi thì không ai chạm súng cả. Rồi lại tiếng hò hét xung phong vang lên, tiếng lựu đạn và mìn lại nổ, gần một tiếng sau mới im bặt. Tôi nghĩ có lẽ bọn Việt Cộng bị nghi binh, mò lên đồi lọt vào kế không thành. Vướng lựu đạn và mìn, chúng ngỡ là lính quốc gia còn đóng nên mở cuộc tấn công. Nhưng sao lại có nhiều đợt súng nổ, bắn nhau và hò hét xung phong như vậy? Có lẽ bọn chúng nhiều cánh,
muốn lập công nên ảo ạt, ngộ nhận bắn nhau. Vậy cũng tốt thôi, bọn mày chết càng nhiều, càng có lợi cho ta. Cũng lúc này, nơi tiểu đoàn 3, trung đoàn 43 bộ binh, súng nổ dữ dội. Cánh bê của tôi cũng ở đó. Tôi cố gắng gọi liên tục, nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng súng từng chập vang rền. Tôi cho lệnh rút xa hơn nữa, khoảng 1 cây số, chờ trời sáng. Chương 3, lui binh. Phóng đồ cuộc lui binh của tiểu đoàn 344 địa phương quân. Ngày mùng 7, tôi chưa có ý định di tản chiến thuật mà phải nán ở lại, với hy vọng là sẽ đón được các đơn vị và cá nhân của phe ta bị thất lạc, nên rải mỏng quân hàng ngang để đón họ. Xung quanh tôi với bán kính gần 100 cây số không có bạn. Phía bắc bên kia sông La Ngà là định quán thuộc Long Khánh, đã mất về tay địch mấy tuần trước. Sau lưng tôi là các ấp Chính Tâm, Sa Huynh, Sa Rây, cũng đã lọt về tay địch. Hướng đông thì rừng Bạt Ngàn kéo dài đến tỉnh Bình Thuận, hướng tây thì cũng rừng núi trùng điệp hàng trăm cây số đến Long Khánh. Đường về căn cứ 6 trên quốc lộ 1 thuộc ranh giới giữa Long Khánh và Bình Tuy, gần 80 cây số đường rừng tính theo đường chim bay. Đến lúc gần tối, tôi đón được 20 người dân là thân nhân của lính, gồm đàn bà, trẻ con và đàn ông lớn tuổi. Trong đó có một anh nghĩa quân, được biết là Việt Cộng đã hoàn toàn làm chủ quận Hoài Đức, và một số lính của ta bị Việt Cộng bắt trói tay, đang ngồi giữa sân chợ. Tôi thật sự đau đớn, vì quận lỵ Hoài Đức, nhất là khu chợ nơi mà tôi đã sống liên tiếp 7 năm ở đó. Bạn bè của tôi, anh em chiến sĩ của tôi, cả những người dân buôn bán ở chợ, tôi đều quen biết và thân như bà con. Này tất cả đã rơi vào tay giặc, mắt tôi cay cay, nhưng phải cố nén, vì tôi không được quyền khóc, nhất là lúc này. Đồng bào, quân nhân các cấp do tôi chỉ huy, họ đang nhìn vào tôi với hy vọng vào tôi, với hy vọng là tôi sẽ đưa được họ về chốn an bình. Suốt đêm đó, để đánh lạc hướng địch, tôi lấy hướng chính tây, 4.800 ly giáp, hướng tỉnh Long Khánh, tiến quân đến 2 giờ sáng thì đến gần sông La Ngà, cách khá xa nơi vùng địch chiếm. Rồi tôi đổi hướng đông nam, 2.400 ly giáp, và điểm đến là căn cứ 6 trên quốc lộ 1, xa hàng trăm cây số đường rừng. Ngày mùng 8, gần sáng, cánh quân của tôi vượt ngang tỉnh lộ 333, thuộc khu vực ấp Chính Tâm 2, cách xa quận lỵ Hòa Đức, về hướng nam hơn 10 cây số. Từng toán vượt quan đường thật nhanh. Đi thêm một tiếng nữa, chúng tôi gặp một con suối cạn, cố đào để lấy nước, ăn uống qua loa xong, chúng tôi vội vã lên đường. Đi đến chiều, chúng tôi gặp đường rầy xe lửa, ga Trảng Táo hoang phế, với vài toa tàu và nhà ga bị cỏ dây leo gần che kín. Nơi đây là khu hoạt động tự do của Việt Cộng vì đường rầy xe lửa bị bỏ hoang từ lâu. Tôi thận trọng chia đoàn quân làm 2 cánh để khi hữu sự dễ tiếp ứng nhau. Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi phát hiện địch quân phía trước mặt. Tôi liền cho dàn đội hình sẵn sàng chiến đấu. Một toán quân với đồng bào, tôi cho lui lại phía sau cùng, dặn dò những điểm tập trung và hướng ra quốc lộ 1 trong trường hợp bị thất lạc nhau. Thật tình, trong trường hợp di tản chiến thuật này, vì muốn bảo vệ sinh mạng của những người dân, tôi cố tránh né giao chiến với địch. Nhưng bọn Việt Cộng đã nhìn thấy chúng tôi nên bắt buộc chúng tôi phải nổ súng và xung phong. Đạn nổ vang cả một góc rừng, mấy tên Việt Cộng núp bên trên chiếc xe Molotova bị bắn cục ngay loạt đạn đầu. Trên xe chở đầy các thùng gỗ, có lẽ là lương thực hay võ khí gì đó. Vì trời sắp tối nên không nhìn thấy rõ. Chúng tôi chỉ lấy một khẩu K-54 cùng túi sách tài liệu và bắt đầu vừa bắn vừa chạy. 15 phút sau đã đi được một đoạn khá xa, nhưng trời quá tối nên phải dừng lại lấy phương hướng. Chúng tôi dùng những vỏ cây mục có lân tinh tỏa ra rất sáng.
Mỗi người cắm vào sau ba lô của mình để người đi sau nhìn thấy mà đi theo. Đi tiếp tục đến nửa đêm thì dừng lại và liên lạc với toán lính với 20 đồng bào. Khoảng 5 giờ sáng thì chúng tôi gặp nhau nơi một con suối bể ngang rộng độ 4 thước. Tôi ra lệnh cho đại đội 2 của Trung úy Quãng đi trước vì tay này là thủy quân lục chiến, với Thiếu úy Ngọc, đại đội phó, gốc biệt động quân. Tiếp theo là số 20 đồng bào xen kẽ với trung đội sau cùng. Tôi và đại đội 3 tiểu đoàn 334 của Trung úy Vương đi cánh quân sau để trận khi địch muốn tập hậu. Ngày mùng 9, lúc 6 giờ sáng, tất cả chuẩn bị lên đường. Tôi cho lấy phương giác chính hướng Nam 3.200 ly giác để ra căn cứ 2 thuộc tỉnh Long Khánh và cũng để đánh lạc hướng địch. Căn cứ 6 thì quá xa cách chúng tôi, khoảng 70 cây số. Căn cứ 2 còn cách chúng tôi khoảng 20 cây số đường chim bay. Vừa di chuyển được 15 phút thì cánh quân đi đầu chạm địch và bọn Việt Cộng bỏ chạy. Đây là tổ cảnh giới của địch. Như vậy chúng tôi đã bị lộ. Tôi ra lệnh phóng nhanh về phía trước vì nghĩ thế nào cũng bị địch truy kích. Đúng như dự đoán, cánh quân đi sau trận hậu của chúng tôi đã bị địch theo kịp và cuộc giao tranh dữ dội xảy ra. Địch và ta lẫn lộn nhau, nhiều người thay băng đạn, không kịp phải dùng cả đá và cây đánh nhau với địch. Hai tên Việt Cộng đang đè binh nhất nên để giật chiếc ba lô. Anh này cởi bỏ ba lô cho Việt Cộng và phóng nhanh. Thấy tôi nhào tới, anh nên la lớn: "Alpha, chạy nhanh lên!" Và âm một tiếng nổ lớn phát ra, hai tên Việt Cộng và chiếc ba lô banh xác. Binh nhất nên rất lanh trí, lúc cởi bỏ ba lô thì bọn chúng giành giật đã không quên rút chút một trái lựu đạn tặng thêm cho bọn chúng trong đó. Bọn Việt Cộng không bắn mà chỉ lo giật ba lô, có lẽ vì bọn chúng hết đạn hoặc thay băng đạn không kịp, hoặc vì quá ham cái ba lô của lính quốc gia. Bọn Việt Cộng rất thích võng ni lông, pôn xô của chúng ta. Đám cộng phỉ lại tràn tới. Chúng tôi vừa bắn vừa lui dần, thấy bọn chúng đông quá. Khi ngang một con suối sâu, tôi cho đoạn chiến và nương theo con suối, cố chạy về hướng căn cứ 2 thật nhanh. Bọn Việt Cộng vẫn tiếp tục truy kích chúng tôi và những tên Việt Cộng bám sát đều bị bắn hạ. Vài tên chạy về phía tôi, tên gần nhất cách tôi hơn 10 thước đã bị anh cận vệ tôi bắn hạ. Hai tên khác vội nép vào thân cây, bắn xối xả. Tôi ném một quả lựu đạn về phía bọn chúng và phóng thật nhanh. Trung úy Vương, đại đội trưởng đại đội 3 bị thương, ngực anh thấm máu nhưng chắc không nặng vì tôi thấy anh vẫn chạy được. Tuy chạy nhưng vài mươi thước là anh dừng lại bắn trả để yểm trợ cho đồng đội còn kẹt lại phía sau. Trong tình trạng suy tàn chiến thuật, có cả đồng bào đi theo như thế này, hơn nữa đạn dược thiếu hụt trầm trọng, không có yểm trợ, không có quân bạn, và xung quanh chúng tôi toàn là rừng tiếp rừng. Nếu không thoát ra khỏi đây thật nhanh mà phải tiếp tục giao chiến với địch thì chúng tôi sẽ hết đạn. Tôi chia toán quân cản hậu thành nhiều tổ tam tam chế, gom góp lựu đạn của các quân nhân khác để cho các tổ tam này sử dụng. Vì lựu đạn làm cho địch khó phát hiện ra ta, và ta chỉ bắn khi bất khả kháng và thật chắc ăn mới bắn, hoặc khi địch quá gần. Tôi chưa bao giờ tham dự trận đánh nào kiểu này cả, vì trong khi địch bắn xối xả thì ta chỉ nổ súng lẻ tẻ theo lối bắn tỉa, nhưng lại gây thiệt hại nhiều cho chúng, làm bọn chúng phải chùn bước. Và thừa những lúc như vậy, chúng tôi chia nhau từng toán tiếp tục lui dần. Chúng tôi tiếp tục đánh kiểu này, làm Việt Cộng không đoán được đội hình và hướng đi của quân ta như thế nào, nên chúng bắt đầu pháo. Trong rừng bị pháo rất nguy hiểm, vì đạn pháo có thể chạm vào nhánh cây và nổ chụp từ trên cao xuống. Nhưng quả tình chúng không biết rõ hướng di chuyển của chúng tôi, nên chỉ đoán mò mà bắn trận. Đạn nổ rải rác cách quân mình cả trăm thước. Lũ Việt Cộng bắt đầu khựng lại,
Đêm trước bị chúng tôi đánh bất ngờ, do ngày hôm nay bọn chúng tính nuốt gọn bọn tôi, nhưng bị thương vong rất nhiều vì lựu đạn mà không nhìn thấy lính Cộng Hòa đâu cả. Lựu đạn sau khi rút chốt và buông thìa cho nó kích quả phải 6 hoặc 7 giây sau mới phát nổ. Khi chúng tôi buông thìa rồi đếm thầm đến tiếng thứ 2 hoặc 3 mới ném, nên lựu đạn vừa chạm đất hay chưa kịp chạm đất thì phát nổ. Và cái màn bắn tỉa bá phát bá trúng này đã làm bọn chúng phải chùn bước, không dám bám gắt. Tôi ra lệnh rút thật nhanh, vài người quá yếu sức, trong đó có tôi, dìu nhau tiếp tục di chuyển. Tiếng súng không còn bắn theo nữa, có lẽ Việt Cộng mất dấu chúng tôi. Chúng tôi vừa đi vừa chạy, khoảng 4 giờ chiều, đoàn người di tản bỗng khựng lại. Phía trước báo, có người. Tôi bèn dàn quân thật nhanh để sẵn sàng trận đánh cuối cùng. Đúng, là trận cuối cùng vì đạn dược, người có người không. Tất cả đều mệt lả, không sức đâu mà chạy. Âm thoại viên báo cho tôi biết là phía trước gặp một người dân bắt cá ở một con suối. Họ bảo ở đây thuộc căn cứ 2, dân đã di tản nên còn lại vài trăm người, và căn cứ vẫn còn lính. Từ đây ra đó chỉ hơn một cây số, không có nỗi vui mừng nào bằng. Lính tráng bắt đầu nhốn nháo, bất chấp lệnh lạc, từng toán ùa lên phía trước. Tiếng hét ra lệnh của tôi giờ đây lạc lõng, và tôi cũng chạy theo. Một dòng suối trong xanh sâu tới ngực, anh em ùa xuống uống và múc nước. Tôi lấy bi đông định múc nước thì mới biết một viên đạn trượt ngang làm bi đông bị bể một đường dài, không biết từ lúc nào. Nhờ nước mát mọi người thấy khỏe lại, tôi cẩn thận cho một toán tiền sát và người đánh cá đi trước dẫn đầu, đoàn người còn lại đi sau với khoảng cách 200 thước. 15 phút sau, chúng tôi đã thấy lá cờ tung bay trên nóc đồn, bóng một vài người dân di chuyển trên đường, lại một màn hỗn loạn không ngăn kịp, không còn hàng lối gì nữa cả. Anh em ùa ra đường như một đàn vịt. Tôi và anh cận vệ là hai người ra đến đường quốc lộ 1 sau cùng. Đồng bào chạy đến xem chúng tôi rất đông, có cả vài anh lính của căn cứ 2. Tôi theo mấy quân nhân này vào căn cứ gặp thiếu tá tiểu đoàn trưởng để xin nhờ máy gọi về trung tâm hành quân tiểu khu Bình Tuy, báo tin chúng tôi đã ra tới được căn cứ 2. Tôi nhận được lệnh là ngày mai sẽ có trực thăng bốc chúng tôi về tiểu khu Bình Tuy. Ngày mùng 10, kiểm điểm quân số, tôi bị mất 40 người trong cuộc chạm súng với địch trong ngày hôm qua. Quân số còn lại 200 người cùng 20 thân nhân binh sĩ theo tôi. Tất cả được bốc về Bình Tuy. Sau đó tôi được biết cánh B tăng cường cho tiểu đoàn 3, trung đoàn 43, thì đại úy Luyện, đại đội trưởng đại đội 4 tiểu đoàn 344 về được căn cứ 5, tổng cộng 15 người. Vài ngày sau có tin đại úy Kim, đại đội trưởng đại đội 1 tiểu đoàn 344 di tản theo tiểu đoàn 3, trung đoàn 43, được trực thăng tìm thấy giữa rừng và bốc về Long Khánh, tất cả 36 người. Riêng thiếu tá chi khu trưởng thì chỉ một mình ông ra được quốc lộ 1 và tiểu đoàn 369 địa phương quân của thiếu tá Khanh. Đơn vị tử thủ cứ điểm chi khu về được 99 người, kể cả tiểu đoàn trưởng. Khi về đến tỉnh lỵ, tôi được lệnh vào gặp đại tá Trần Bá Thành, tiểu khu trưởng Bình Tuy. Lúc 8 giờ tối, sau khi trình bày sơ lược tình hình và tình trạng của đơn vị tôi, đại tá Thành thưởng tôi một ly rượu mạnh và bảo tôi về nghỉ ngơi sớm, mai sẽ tính. Tôi đưa cho đại tá Thành tập tài liệu và khẩu K-54 của Việt Cộng bị tịch thâu được. Ông cười lớn và nói, khi còn làm trung đoàn trưởng, trung đoàn 48, sư đoàn 18 bộ binh, tôi đã đánh cho trung đoàn 33 quyết thắng Việt Cộng tơi tả. Nay về chỉ huy địa phương quân, lại đánh trúng hậu cứ của trung đoàn này, như vậy là trọn bộ. Tôi cười theo ông, nhưng khi ra đến xe thì tôi ngất xỉu, phải chở ngay vào bệnh viện vì yếu sức, lại bị một ly rượu mạnh.
nên đo ván. Đêm đó, bạn tôi, Đại úy Lê Hùng, sang bệnh viện chở tôi về hộ cứu của anh ấy để cho y tá săn sóc. Đại úy Lê Hùng, khóa 22 Thủ Đức, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 341 địa phương quân. Khi còn là đại đội trưởng trinh sát, anh là chiến sĩ xuất sắc 1972, được về Dinh Độc Lập dự tiệc với Tổng thống và sau đó được thưởng đi du ngoạn tại Đài Loan. Suốt đêm, giấc ngủ tôi chập chờn những tiếng đạn nổ, những thây người ngã gục, cả bạn lẫn địch, những anh em binh sĩ của tôi họ đã chết, bị bắt hoặc thất lạc nơi đâu. Mắt tôi mở lệ, tôi đã xem phim Chúng Tôi Từng Là Lính. Trung tá Mo khóc và thấy nhiều quân lính dưới quyền ông ấy bị tử trận. Tôi nghĩ nếu ông ấy là tôi hoặc là bất cứ một sĩ quan nào của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì chắc chắn ông không còn đủ nước mắt đâu để mà khóc.